em nghĩ sao về món ăn Hàn Quốc? Ẩm thực Hàn Quốc có gì đặc sắc? Canh kim chi này, có lẩu tteokbokki này, có mì cay này, có đồ ăn kèm, có kimbap. Ôi em nhìn thấy món gì em cũng muốn ăn thử luôn ý. Con ruột mềm chứ, rẻ quá nhỉ. Ở đây không gian rất là xinh xắn, đáng yêu. Ngoài ra nữa thì đồ ăn thì có rất là nhiều món ăn đa dạng phong phú này. Đó là nhà hàng nào? Cùng điểm hẹn cuối tuần, khám phá ẩm thực Hàn Quốc trong chương trình phát sóng lúc 17 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2022 trên kênh Style TV.